Thưa quý vị và các bạn, ngủ ngáy là một hiện tượng khá phổ biến trong cuộc sống và nhiều người cho rằng ngủ ngáy không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, một số người bị bệnh ngủ ngáy thì họ vẫn cảm thấy xấu hổ vì đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vậy tại sao khi ngủ lại ngáy? Và ngáy là một hiện tượng bình thường hay là bệnh lý? Và có cách nào để chữa bệnh ngủ ngáy hay không? Để trả lời những câu hỏi này thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Quân y 175 để cùng nghe bác sĩ tư vấn và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bệnh ngủ ngáy. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình này. Thưa bác sĩ, ngáy là một hiện tượng khá phổ biến gặp ở một số người. Vậy thưa bác sĩ, không biết là ngáy có phải là bệnh lý không ạ? Và tại sao lại có hiện tượng này ạ? Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống thường gặp một hiện tượng gọi là ngủ ngáy một số người. Đa số cho rằng ngáy không phải là bệnh lý và ít được quan tâm. Thực ra ngáy là một tình trạng bệnh lý do tắc nghẽn không hoàn toàn đường thở vùng hầu họng gây ra ngáy và là một trong hai triệu chứng của hội chứng ngưng thở trong khi ngủ. Ngáy gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người ngủ chung, của vợ hoặc chồng. Ở các nước châu Âu, châu Mỹ, bệnh ngáy đã được quan tâm và điều trị từ nhiều năm trước. Ở nước ta thì cái bệnh ngáy ít được quan tâm, gần đây thì mới có nhiều người quan tâm. Cùng với đời sống nâng cao, cùng với sự phát triển của ngành y, ngáy đã được quan tâm điều trị và nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Ngáy gây ra bởi sự dao động tần số thấp của các mô mềm trong vùng hầu họng làm nghẽn một phần đường thở gây ra tiếng ngáy và cũng có khi tắc hoàn toàn gây ra ngừng thở trong khi ngủ. Khi ngừng thở, nồng độ oxy trong máu giảm xuống một cách đột ngột, khí CO2 trong máu tăng lên, kích thích não gây phản xạ thở trở lại. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm. Cái nguyên nhân của ngáy thường rơi vào những người như là béo phì, nghiện rượu, thuốc lá, dùng thuốc an thần kéo dài và những cái đối tượng có các cái cấu trúc bất thường về đường hô hấp trên, chẳng hạn như là những bệnh nhân bị viêm amidan quá phát to gây hẹp đường thở, những bệnh nhân có màn hầu dày, lưỡi cà dài, những bệnh nhân lưỡi to, nền lưỡi tụt ra sau, những bệnh nhân phì đại cuốn mũi dưới, những bệnh nhân có xương móng hạ thấp và cái hàm nhỏ tụt ra sau, thì đấy là những cái người mà có nguy cơ là đều bị ngáy và đều ngưng thở trong khi ngủ. Vậy nếu ngáy là một bệnh lý, vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh ạ? Và chắc chắn là ngáy sẽ còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa phải không ạ? Ngáy thì trước đây thì người ta cho rằng là nó không có tác hại gì, và cuộc sống chung thì vợ chồng cũng như là trong gia đình mọi người ngáy rất nhiều nhưng mà họ không quan tâm lắm. Thực ra thì ngáy và kèm theo ngưng thở lúc ngủ nó có nhiều tác hại. Với những bệnh nhân ngáy đơn thuần á, thì cái tác hại chủ yếu là làm ra gây ra cái tiếng ồn lớn trong giấc ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ hoặc chồng hoặc những người ngủ chung. Còn những cái người ngáy mà kèm theo cái ngưng thở trong khi ngủ á, thì đây là một bệnh lý rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà ngưng thở thì nồng độ oxy trong máu nó tụt xuống và nó gây tăng huyết áp, gây nguy cơ đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não và có thể là tử vong. Thì với những bệnh nhân như thế này ấy, thì là họ ngủ không ngon giấc, đêm họ thức đi thức lại trong đêm và hậu quả là sáng hôm sau họ ngủ dậy rất là mệt mỏi, họ giảm trí nhớ, họ không hiệu suất làm việc thì thấp. Thế rồi là với những người mà ngủ ngáy và ngưng thở trong khi ngủ mà nhóm đối tượng là vận hành máy móc, lái xe, lái máy bay, thì khi mà họ buồn ngủ trong quá trình làm việc thì đây là một vấn đề rất nguy hiểm đối với xã hội.